người hãy hãy nhìn Hailey Steinfeld hoặc là Malin trà sữa để mà coi Phương Anh trình diễn một cơ hội một lần duy nhất thôi. Có câu hỏi này không biết là Phương Anh có nắm được tình hình không, ví dụ như là chung kết như vậy đó thì là ekip Sen Vàng thì sẽ có live stream hay là như thế nào để cho fan cùng xem hay không ha, chung kết á. Em nghĩ là không, tại vì bên ban tổ chức là họ có livestream, và em nghĩ là thứ nhất là ngày hôm thứ nhất là cái chương trình lúc mà diễn ra, rồi cái vé mời của bên phía ekip Sen Vàng đó là dạng như là vé VIP đó anh, và cái VIP này nó sẽ khác với lại những cái chương trình thông thường, là tại vì nó sẽ có mô hình giống như là một cái mô hình bàn tiệc mà ghế tròn này nọ anh, Rồi nó rồi giống rồi như anh kiểu biết đám rồi, cưới đó anh nhớ không, anh xong thấy rồi anh trong đó nó khá là formal và mọi người mặc phải mặc suit, bắt buộc là phải mặc suit nếu mà ngồi vé VIP đó. Và cái thứ hai là ban tổ chức họ cũng có livestream, và em nghĩ là cái chất lượng mà ban tổ chức livestream sẽ tốt hơn là chất lượng mà ví dụ như là một thành viên trong ekip Sen Vàng livestream bằng điện thoại. Thì cá nhân em thì em và em cũng thấy rằng là cái chi phí mà để coi livestream của ban tổ chức cũng không có quá đắt, khoảng 180.000 đồng. Thì em đã tính trong đầu là khoảng 3 ly trà sữa và hai ly Starbucks thì mọi người hãy hãy nhìn 2 ly Starbucks hoặc là 3 ly trà sữa để mà coi Phương Anh trình diễn một cơ hội một lần duy nhất thôi. Mong mọi người ủng hộ. ở đây có các bạn fan đã update cho anh rằng là chị Dung nói rằng là sẽ vừa live stream Instagram là nói rằng là Sen Vàng sẽ mua và phát cho tất cả các fan cùng xem đó, Là sẽ phát ở tòa nhà Sen Vàng á họ, sau đề trường à, xa á phát họ. phát trên fanpage hay là như thế nào nhỉ. Mọi ở À đây là mọi phát người được có như nói vậy luôn hả? chị Dung có nói là mua bản quyền phát sóng rồi đó anh. Ồ, đã Đó, quá ok vậy. Chùa chào chết hy rồi, vọng tự nhiên rằng thấy áp lực là chị ghê. Dung sẽ update để cho mọi người biết, bởi vì có nhiều bạn nói rằng là dù là trùng với lịch đi học nhưng mà các bạn cũng sẽ tìm Cảm cách để ơn ủng mọi hộ cho Phương người. Anh ha. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều.